ngoài một MC thể thao của đài truyền hình Việt Nam vừa xinh đẹp lại có nhiều tài năng. Câu chuyện tình cảm của cô cũng rất đặc biệt. Hãy tìm hiểu xem MC Thu Hoài là ai. Tiểu sử của nữ MC thể thao đình đám này cùng tiểu sử ngôi sao nhé. MC Thu Hoài sinh ngày 29 tháng 10 năm 1990, cô sinh ra tại Tuyên Quang. Cô là một MC, diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại Việt Nam. Cô vừa là người dẫn chương trình chính trong các chương trình thể thao, vừa là một diễn viên và là người mẫu mẫu. Không chỉ thế mà cô còn có khả năng về âm nhạc, cộng thêm gương mặt xinh đẹp nổi bật với thân hình quyến rũ khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Tài năng là thế, xinh đẹp là thế nhưng Thu Hoài lại có 7 năm độc thân mới tìm được bến đỗ cho bản thân. MC Thu Hoài sinh ra trong gia đình đến từ Tuyên Quang và có truyền thống về nghệ thuật. Đây là một lợi thế để cô có thể ươm mầm đam mê về nghệ thuật, cụ thể là diễn xuất. Chính nhờ vậy mà hiện tại cô nàng còn được những người hâm mộ biết đến với vai trò là một diễn viên. Thu Hoài tốt từng theo học ngành thư viện thông tin tại Đại học Văn hóa. Đây cũng là một trong số những yếu tố giúp nữ MC sinh năm 1990 này có thể phát triển sự nghiệp trong tương lai. Thu Hoài là một trong số ít những mỹ nhân dẫn các chương trình thể thao. Được biết cô nàng này rất thích trở thành MC. Đặc biệt nhất là công việc biên tập viên thể thao. Là bóng hồng xinh đẹp mà còn dẫn các chương trình về thể thao nên không nghi ngờ gì khi nữ MC có được thu hút được cảm tình từ người hâm mộ. Ngoại hình không phải là lý do duy nhất mà cô nàng Thu Hoài được mọi người yêu mến. Sự cố gắng không ngại khó khăn của mình đã giúp cô thành công như hiện tại, đồng thời chiếm trọn trái tim của người xem và từng bước khẳng định thực lực của bản thân. Đặc biệt sự cố gắng của cô đã thể hiện rõ trong mùa giải AFF Cup 2018. Cô đã vượt qua khó khăn để theo chân đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo trong suốt mùa giải để ghi hình. Sự chuyên nghiệp trong từng công việc đã giúp Thu Hoài luôn chiếm một trong những vị trí đầu trong bảng xếp hạng các nữ MC thể thao được khán giả yêu thích nhất. Không chỉ bộc lộ tài năng của mình ở lĩnh vực MC, cô còn thể hiện sự đa tài của mình ở mảng diễn xuất. Ngay từ lúc ngồi trên ghế nhà trường, cô nàng đã bộc lộ năng khiếu của bản thân. Năm 2009, Thu Hoài tham gia cuộc thi cầu vồng lĩnh vực diễn viên trẻ do VTV6 tổ chức. Tại cuộc thi cô đã vượt qua nhiều thí sinh khác và giành ở vị trí thứ tư. Và sự nghiệp diễn viên mở ra khi cô tham dự vào dự án phim Chỉ Có Thể Là Yêu do VFC sản xuất. Lần đầu tiên cô đến với màn ảnh là qua nhân vật Trang. Ngoài ra cô còn từng tham gia nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng. Một số bộ phim cô tham gia gồm Nhà Trọ Ba Lan Ha, Người Phán Xử, Ghét Thì Yêu Thôi, Mê Cung. Và thêm một điểm sáng trong sự nghiệp của Thu Hoài chính là khả năng kinh doanh của mình. Thu Hoài có lợi thế về ngoại hình và một nhan sắc rạng rỡ. Cùng với đôi mắt có gu thẩm mỹ nên cô đã chính tự mở một cửa hàng thời trang quần áo. Và bản thân cô cũng trở thành người mẫu cho chính nhãn hàng của mình. Và thêm một điều thú vị nữa, dù không có nhiều hoạt động về âm nhạc nhưng hình ảnh Thu Hoài lại xuất hiện ở vị trí quán quân của cuộc thi âm nhạc Trời Sinh Một Cặp 2020. Từ đây có thể thấy cô chính là một đại diện cho người phụ nữ hiện đại. Cô hội tụ đủ cá tính sự tự lập và tài năng đúng chuẩn con gái nhà người ta. Chuyện tình cảm đẹp như mơ của MC Thu Hoài. Để thành công như hiện tại cô nàng đã phải đánh đổi nhiều thứ. Đáng nhắc đến chính là thời gian. Vì tập trung cho công việc nên cô không có nhiều thời gian để xây dựng mối quan hệ tình cảm yêu đương hẹn hò. Thu Hoài độc thân suốt 7 năm liền. Đang không biết bao giờ duyên mới đến thì cuối cùng Thu Hoài cũng tìm thấy tri kỷ. Trong một lần cô và bạn đi học đánh gôn thì vô tình gặp được Hoàng Nam, giám đốc của học viện gôn. Được biết anh là một người điềm đạm và giỏi giang. Sau khi tiếp xúc và tìm hiểu Thu Hoài và đại gia nảy sinh tình yêu. Một thời gian sau thì cô và bạn trai quyết định kết hôn vào cuối năm 2020. Sau bao năm tháng độc thân một mình cuối cùng khán giả cũng chúc mừng khi thấy Thu Hoài lấy chồng. Sau khi kết hôn cả hai vẫn duy trì tình cảm như thuở ban đầu, luôn ân cần chăm lo cho nhau. Đôi lúc rảnh rỗi thì cùng đến sân gôn chơi với bạn bè. Ngoài ra thì vợ chồng MC Thu Hoài cũng thường xuyên nấu những bữa ăn để cùng nhau thưởng thức. Cuộc sống hôn nhân như ý và hạnh phúc của cô đã khiến bao nhiêu chị em ngưỡng mộ. Bên trên là những tóm tắt của tiểu sử ngôi sao về MC Thu Hoài là ai. Hy vọng với những thông tin tiết lộ trên sẽ cho biết cuộc sống cũng như sự nghiệp của người đẹp này. Và đừng quên theo dõi kênh Tiểu Sử Ngôi Sao để cập nhật các tin tức.
sự kiện mới nhất từ người nổi tiếng nhé.